ấy tuyệt quá phải không? Xin cô cho tụi con kết hôn. Dân Chê à, anh sẽ đối xử thiệt tốt với mẹ em. Anh sẽ coi mẹ em là mẹ ruột chứ không phải mẹ vợ. Cố lên, chúng ta cùng tới coi ba con thắng nha. Dân Chê, em đã không còn ở đây nữa. Không còn nữa sao? Mẹ coi con như con trai ruột của mình vậy. Con đừng thất vọng quá nha. Thằng bé cũng không thể sống một mình mãi được. Anh là ai mà dám can thiệp vậy? Anh ấy là chồng của tôi đó. Cô dễ dàng gọi người khác là chồng vậy sao? Em yêu anh. Thật ra chuyện này rất lạ đối với tôi. Chúng ta hãy đối diện với cảm xúc của chính mình đi. Cô là trở ngại quá lớn. Nhưng mà bây giờ người em yêu chỉ có một mình anh mà thôi. Suki Ân là vợ chưa cưới của tôi. Tôi sẽ không để yên cho người nào lấy đi thứ thuộc về mình. Anh sẽ mất mọi thứ nếu như cứ cố chấp được. Mẹ vợ Kim Hee Ân The chính là mẹ ruột đã bỏ con. Vợ của con rể bắt đầu phát sóng lúc 18 giờ từ thứ 6 ngày 22 tháng 5 trên AMC STTV2.